Hội Phụ nữ xã Phú Hòa, huyện Định Quán đã tổ chức lễ thành lập mô hình điểm chi hội phụ nữ xây dựng gia đình năm có ba sạch. Mô hình điểm chi hội phụ nữ xây dựng gia đình năm có ba sạch nhằm hướng đến có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, với sự tham gia của 380 hộ gia đình thành viên. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn cùng cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dịp này, Hội Phụ nữ xã Phú Hòa đã vận động trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị bước vào năm học mới.